Chào tất cả các ông. Hôm nay thì mình sẽ nói về một chuyện mà rất nhiều người đã từng gặp phải. Nhất là những bạn nào mà đã có người yêu ít nhất là một lần sẽ gặp phải cái chuyện này. Đấy là chuyện hiếu mới của người yêu cũ. Trước hết thì mình muốn nhờ các bạn một chuyện. Đấy là các bạn hãy comment cho mình biết cái suy nghĩ thật sự của các bạn về người yêu mới, của người yêu cũ. Sẽ có hai lựa chọn: một là thích, hai là không thích. Không cần phải giải thích gì nhiều cả, chỉ có thích hoặc không thích. Thế thôi, các bạn hãy comment cho mình. Và mình sẽ cho các bạn 3 giây. 3 giây bắt đầu. 1, 2, 3. Xong chưa nào? Ok. Thì thực ra cái này nó là clip, nó không phải là livestream, cho nên mình không đọc được comment của các bạn. Nhưng mà mình vẫn sẽ chia sẻ về cái suy nghĩ của mình về người yêu mới, của người yêu cũ. Nếu cho mình lựa chọn ấy thì mình sẽ lựa chọn là không thích. Vì sao? Không thích là không thích, có thế thôi. Bạn ấy không tốt à? Bạn ấy là người xấu à? Hay bạn ấy làm gì mình à ấy? Thì không, đã gặp bao giờ đâu mà biết. Nhưng mà cái suy nghĩ ban đầu khi mới nhắc đến người đấy sẽ là không thích. Và khi nếu mà có cơ hội gặp nhau ấy thì sẽ là một cái tâm lý mà so sánh, soi xem người ta có giống mình hay không, người ta hơn mình hay không. Kể cả mà ấy, người ta hơn mình ấy, mình cũng sẽ kéo bằng được người ta xuống thấp hơn mình để mình cảm thấy tốt hơn. Đấy là bù đắp lại một 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 ít cảm xúc cho mình ấy. Kiểu như vậy. Giả dụ như người ta cao hơn mình chẳng hạn nhá, thì thế nào? Nó sẽ là con này cao hơn thì cao hơn ở trên đấy ít oxy hơn cho nên là não nó không hoạt động được, não nó không hoạt động được làm sao nó thông minh bằng mình, kiểu như thế. Hoặc là nếu mà lùn hơn ấy, béo hơn ấy, còn mà gầy hơn mình ấy, cái tầm mà gầy hơn mình ấy thì mình đã là đỉnh cao của sự gầy rồi, ai mà gầy hơn mình thì mình cũng không hiểu nó là gì nữa luôn. Đấy, đấy là soi nhẹ nhàng thôi, còn soi thêm nữa ấy thì nó sẽ là ôi dồi ôi, làm gì có loại người nào mà mắt to như thế, mắt như này á, chỉ có thể đi cắt mí thôi. Hoặc là ôi làm gì có chuyện người Việt Nam mà mũi cao như thế được, 100% có thể sửa. Cháu có thể sửa tự nhiên thôi, mình nhìn không ra thôi nhưng mà chắc chắn là nó khó sửa. Đấy. Sau đấy sẽ là đi tìm hiểu xem là mối quan hệ của hai bạn kia có tốt không, người ta có yêu thương bạn mới bằng mình không, hoặc có quan tâm nhau bằng mình không, đại loại là như thế. Và sẽ có một 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 cái thứ gọi là xấu xa nhen nhóm nữa ở trong lòng đấy, là mong cho chúng nó chia tay sớm. Để ta chóng mắt xem chúng mình yêu nhau được đến bao giờ. Mà nhiều khi chúng nó lại cưới nhau xong rồi làm vài nhái con nữa luôn. Đấy. Thế là cũng không hiểu mình phải chóng mắt đến bao giờ thật. Và sau một cái thời gian mình so sánh, mình có một chút ghen tị và có những mong muốn xấu xa ấy, mình sẽ nhận ra một điều. Đấy là tất cả những cái điều đấy nó chẳng đem lại được gì cho mình cả. Tại vì là mình có tốt hơn, mình có đẹp hơn, mình có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng là quá khứ rồi. Và cái người kia mới là người hiện tại. Người ta đã sống vui vẻ hạnh phúc rồi, người ta move on rồi, chỉ có mình vẫn bị kẹt lại trong cái quá khứ đấy của mình, vẫn cứ giày vò, vẫn cứ đau khổ. Mình thì mình có một suy nghĩ là khi mà mình nhìn về quá khứ ấy, mình sẽ không dằn vặt bản thân mà mình sẽ chiêm nghiệm nó và học hỏi, rút ra được mình đã làm sai những cái gì, mình đã làm đúng những cái gì để giúp cho cái mối quan hệ trong tương lai của mình nó tốt hơn, chứ không phải là để cho cái mối quan hệ trong quá khứ nữa. Tại vì cái gì qua ấy nó đã qua rồi. Thì đấy, mình nghĩ cái điều mà mình cố gắng để mà làm được, mình phải học cách chấp nhận nó. Và một điều nữa là mình không nên ghét, không nên có ác cảm với cả người yêu mới của yêu cũ. Tại vì là chắc cho cùng người ta chẳng làm gì mình cả. Nếu như mà hai cái người đấy người ta đến với nhau khi mà cái mối quan hệ cũ của mình nó kết thúc rồi ấy, thì rõ ràng là người ta chả làm gì sai cả, và mình không có lý do gì để ác cảm với cả người ta cả. Nhưng mà ấy, nếu mà có cái cơ hội để mà gặp người yêu mới của người yêu cũ ấy, mà mình có muốn gặp không ấy, thì câu trả lời sẽ vẫn là không. Không.